Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò. Bình luận viên tào lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bùa Đồ Ly. Đây là kèo 3-3 tại sân Hải Đăng sông Nhạn Cẩm Mỹ Đồng Nai. À, đứng trước mình ông Kinh Quang Lâm là sẽ libero cho công an thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng Mỏ Hồng. Thằng này là gì ta? Dương. Còn bên kia là Sơm Nô, Kim Sơn và Bảo Thái. Một pha bóng ăn điểm trực tiếp của dạ sệ 2-1. Một pha bỏ bách thai của Bảo Thái quá khó chịu, mỏ khóc vậy. Sơm Nô phát bóng. Cơ hội cho Bảo Thái. Ba hai. Sơm Nô phát bóng hỏng. Ba đều. Và kết thúc tốt của Kim Sơn. 4-3. Mỏ. Em ơi, còn mà sao hết được. Một pha phản công quá nhẹ nhàng của Sơm Nô. 5-3. Sơm Nô phát bóng hỏng. Bốn năm. Sáu bốn. Một pha kết thúc đầy quy lực cũng không. Và thông báo cho các bạn biết đây là kèo rất nặng và rất nặng. Gần đây có một đêm hội chợ lô tô. Bên nào thắng sẽ được ba cô gái bên đây. Rất tuyệt vời tối nay. Còn khán giả hiện tại bây giờ ngồi trên kia khoảng 50.000 khán giả đang xem trận đấu nội bộ. Giải thưởng các cô gái bên đây rất khó chịu. Bảy năm. Đây có thể nói là lần đầu tiên Mỏ Hồng Nam Tiến vào va chạm cùng với giải phổ như thế này. Đây là một điều hết sức rất tuyệt vời cho bản thân của Mỏ Hồng. Sẽ được ra nhiều kinh nghiệm cho mình hơn. Đây là một quả xử lý quá khôn khéo của Sơm Nô. Và Mỏ Hồng vừa rồi phá bóng như thế này, Mỏ Hồng càng nên rút kinh nghiệm thêm về thế này. Đây là trường phái của giải phổi, đánh phổi ngoài trời là như thế. Sơm Nô xử lý rất tốt. Đây có thể nói là Mỏ Hồng trong nhà ra ngoài trời. Sơm Nô phát bóng hỏng. 7-8. Sợi phát bóng. Tốt quá. Bóng ngoài. Một pha trẻ vừa quá hay của Sợi. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài. Sơm Nô phát bóng. 9-7. Ê,
Và chắn lưới tốt của màu hồng 89. Màu hồng sinh năm 1997, cao 1m, cao 1m85, bằng thạch đen tú MC. 89 sải phát bóng, lại là sải phát bóng hồng, sải là libero của công an thành phố Hồ Chí Minh. 08. Quá hay. Một cú lừa chì của Dương quá tuyệt vời. 90. Một pha phát bóng bằng điểm trực tiếp của sợi không đều. Anh nói chuyện được mà. Mình ôm xíu đi. Thế sao đâu? Không khả năng. Bên này còn 2 BD. Các bạn thấy nghe màu hồng không? Còn 2 BD. Nếu không có gì thay đổi. Mỏ hồng. Ngoài đó ngoài đó. Pha kết thúc quá hay của sợi 11-9. 12-10 hay rồi. 12-10 rồi đúng rồi. 12-10. Quá khó chịu. Lại là Bảo Thái. Mười ba mười. Sợi phát bóng quá khó chịu. Một pha kết thúc tốt của Sâm Đồng. 11-13. Mười một mười ba. Sớm. Tầm của mỏ rất cao. Quy lực. Nhân nghi của ai chú? Mình minh mặt tới đây. Mười bốn mười một. Quá hay cho sợi, quả kết thúc quá hay tại góc xa. 15-11. 16-16. 16 hả? Đây là lần đầu tiên Mỏ Hồng Nam Tiến và tham dự giải cùng với Sôm Nô Bảo Thái sợi. Bảo Thái phản công cho Mỏ Hồng. 16-11 kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự Mỏ Hồng lần đầu tiên vào đây. Mỏ Hồng cũng được hòa nhập cùng anh em miền Nam. Rất vui. Đây là mọi người đang trên khán đài của sân Sông Nhạn. Đây là những người đam mê xem các cao thủ của mình. Còn đây là Ngô Pha, mọi người cũng là cung cấp cho video của Lâm tại sân này cũng vài cái video nha các bạn. Xin cảm ơn Ngô Pha. Đấy. Bây giờ cao gì nữa? Ba xét mà. Ba sạc á? Ừ. Ba sạc cũng được.
Rồi. Thôi, vô.